vest là trang phục lựa chọn hàng đầu của phái mạnh trong những sự kiện quan trọng. Ngày nay, vest rất đa dạng về mẫu mã cũng như về chủng loại. Để mở một hướng đi mới trong chương trình đào tạo chuyên vest mang phong cách đẳng cấp châu Âu, Học viện Thiết kế Thời trang Sài Gòn FDA và Trường Quốc Thảo đã xây dựng chương trình đào tạo chuyên vest cao cấp với thời gian thực hiện hoàn chỉnh một sản phẩm trong vòng 180 phút. Khóa học vận dụng công thức thiết kế độc đáo kết hợp với những đường cắt sắc bén, thao tác thực hiện sản phẩm đơn giản và dễ hiểu. Kết quả, sau khi tham gia khóa học, bạn đã thực hiện được áo vest đạt yêu cầu về kỹ thuật cũng như về không gian sang trọng mà không phải nhà thiết kế nào có thể thực hiện được.